Đó. Thấy chưa? Cái này nói chung ra là loài cực độc nha cô chú anh chị. Đây đây. Để em thử cái cho cô chú anh chị mình xem. Đây này. Đó. Bảy cắn miền quê xin chào cô chú anh chị. Hôm nay tiếp tục mình đi thăm cái lùng bẫy 30 cái mà mình mới xuống chuyến vừa rồi. Còn hành trình của mình thì đây vẫn là hai túi lưới huyền thoại, chuột và 30 bịch lúa nha. Đem theo con chai nước uống cô chú anh chị ơi. Tại nói chung ra cái điểm bẫy này thì nó cũng gần nhà. Nhưng bẫy gắn miền quê cũng không quên chúc quý bà con mình ngày mới thật nhiều sức khỏe. Bây giờ mình cũng tới địa điểm thăm cái bẫy đầu tiên. Cái bẫy này thì chuyến vừa rồi thì nó không có gì hết cô chú anh chị. Đây cái bẫy của mình ở chỗ mình, mấy hôm nay mưa thành ra đi vô tới giờ này nè hé nắng rồi mà nó còn chìm nhẹ mấy. Cái đầu tiên rồi, cái đầu tiên có hàng của chú anh chị. Đây cái đầu tiên mình được con hổ heo, con hổ heo nhưng mà cũng không có to mấy. Đây này, rồi con này mình bắt mình dằn tối lưới cái cô chú anh chị ơi. Rồi để về em cho em nó ra, chứ con này nói chung ra thường thường là cái này là mình thả luôn nha cô chú anh chị, nhưng mà tại vì mới vô con đầu tiên mình bắt dằn tối lưới hơn, rồi hồi về mình tính sau nó. Dạ nè em, rút rút lại đầu kia, rút lại đầu kia. Ừ, tính đầu nhỏ mà cũng khá khá cô chú anh chị. Này thì nói chung ra khá là dài, nhưng mà con này là con hổ châu chánh tông nha cô chú anh chị. Dòm cái lưng ảnh đen thù lùi. Chiến lợi phẩm đầu tiên của mình, túi lưới huyền thoại. Mới vô cái đầu tiên, có khi nào cái nào cái đầu bán châu không không biết nữa. Nhưng mà trước mắt thì mình thấy mình bắt được con trâu. Rồi, để bây giờ em tạm bấm máy xử lý cái bẫy này cô chú anh chị. Đây, con cái này là cái bẫy thứ hai của chuyến thăm bẫy ngày hôm nay. Cái này thì nói với cô chú anh chị mình chuyến thăm đầu tiên là chuyến vừa rồi ấy. Nó cũng có hàng. Nhưng mà mình xài không được nha. Đây cái bẫy mình lú luôn. Chiếc này nhẹ quá cô chú anh chị ơi. Ồ, chiếc này cái bẫy mình mất tiền chuột rồi. Ở đây mình có một cái nữa cô chú anh chị. Cái này mà chiến vừa rồi thì em nói là nó dính con hành nhưng mà em quay không được nè. Chiếc này, ây da, chiếc này mà đây. Chiếc này để em quay gần, quay rõ nét cho cô chú anh chị mình xem. Nếu như cái này mà cô chú anh chị mình sơ ý hay là bẫy tặc, mấy anh bẫy tặc thọt tay vô đây. Đây này. Đó. Thấy chưa? Cái này nói chung ra là loài cực độc nha cô chú anh chị. Đây đây. Để em thử cái cho cô chú anh chị mình xem.
ghè em nữa chưa? Thấy ghè chưa? Khá là nguy hiểm nghe cô chú anh chị. Cái dòng này là cái dòng đầu gùa đuôi đỏ. Cái dòng này á, nó quýnh, đây là bằng chứng. Không biết có độc không, chứ kỷ niệm mấy năm, nó quýnh một cái xiên ngón tay em. Đây này, ngón tay em nó quéo lại luôn. Nhưng mà đi kịp qua 121 nha. Là cũng từ cái loài gắn này nó ra đó cô chú anh chị. Có bảo hiểm nhưng mà tốn cũng gần hết chục củ á. Rồi để giờ em không mất là mất thời gian của cô chú anh chị để ca này nó hơi vô ca khó để em xử lý nha. Ở đây mình có một cái nữa cô chú anh chị. Cái này thì không biết có ngập không. Ây da, cái này cái bẫy em ngập rồi cô chú anh chị ơi. Chơi trời cho đừng có đồ. Ây, nó ngập như vậy đây mà sao. Ồ, có hàng này cô chú anh chị. Con hô hành nha. Đây này, còn nước thì còn đụng dũng. Cái này chắc em nó mới vô hay sao, vừa ngập thì sao mà em nó không chết. Quá may mắn, quá may mắn. Đây, trời, mình mấy em xin coi kìa. Rồi rồi, để giờ em chở máy em bắt ra luôn cô chú anh chị. Khá là ngon. Đào thế. Sơm lộn, lộn chỗ. Đây, 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 đó, chạy đâu. Ờ, con này ba lạng cô chú anh chị. Đây, vô túi luôn em. Thông báo với bà con mình đến giờ này thì em được 2 con nha. Rồi để giờ em tạm ấp máy xử lý cái bẫy này cái. Khu này ở đây thì em có 4 bẫy cô chú anh chị. Đây bây giờ mình đi vô thăm cái bẫy đầu tiên. 4 bẫy này chuyến vừa rồi nó chạy tính ra được 3 con nhưng mà mình xài được 2 con. Đây, bẫy đầu tiên của khu 4 bẫy. Nhẹ thế. Rồi, cái này mất tiêu chuột cô chú anh chị. Đây, cái này là cái bẫy thứ hai. Cái bẫy thứ hai của khu 47 nha cô chú anh chị. Cái này chuyến vừa rồi có hàng, mình xài được. Đây, cái bẫy của mình nằm dưới này. À, chiếc này còn chuột. Ở trước mặt mình cũng có 1 cái. Khu này có 4 cái nhưng mà mình thăm 2 cái nó không chạy cô chú anh chị. Cái này nói chung chuyến vừa rồi nó chạy một cái con hành khá là to. Chuyến kỳ này thì mình chưa biết nặng không. Ồ, chiếc này có hàng luôn nè cô chú anh chị. Đây, em nó nằm đây. Rồi, ngon lành cành cây. Chế đào ở đây kiếm đâu ra. Ồ, tươi tươi tươi. Rồi, để em chở máy em bắt ra. Em nó chịu ra không đây. Đây 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 đây.
nu hiền mũi khá là ngon, nhưng mà cái con này ấy chu cha ơi, em thấy cái bụng nó còn nhân cô chú anh chị ơi. Rồi thông báo với cô chú anh chị mình đến giờ này thì em được ba con nha, nhưng mà con này thì em phải xử lý cái bụng nó thôi, chứ em thôi để hồi thứ nó thúi thứ gì mà chịu nổi. Ở đây mình còn một cái nữa là cái thúc con này luôn cô chú anh chị, nhưng mà hôm bữa em đặt thì nó bịch lắm, nên người ta mới dọn đây, không biết cái bẫy mình nó còn không. Con người bên kia mình ngồi thấp thấp xuống chút xíu, ở cái bẫy thì mình thấy nó còn. Cái bẫy thì mình thấy nó còn, nhưng mà đồ quá thì có hay không mình còn chưa biết. Rồi cái bẫy nó còn, nhưng mà cái con chuột nó không còn à, cô chú anh chị. Ở đây thì mình có một cái cô chú anh chị. Cái này em mới chạy nền chuyến vừa rồi. Đây đây, cái bẫy mình nằm đây. Còn có hàng hay không thì không biết. Rồi, có hàng cô chú anh chị ơi. Đây. Cũng khá là tươi ha. Rồi, đi đâu cho xa. Dựng máy để em chở máy em bắt luôn. Để bên kia máy cử rồi không chạy. Đây nè, thành quả của nó là phân đây nha cô chú anh chị. Để bên kia em để máy thăm đầu hai hai cử rồi, nó không chạy. Mới vừa về qua bên đây. Lấy lúa. Ồ, nhanh thế à. Không gầy, nói chung ra mưa quá. Nó chạy toàn hành nuôi không cô chú anh chị ạ. Vô. Rồi, thông báo với bà con mình đến giờ này thì em được 4 con, 3 con hành và một con heo nha. Đây cô chú anh chị ơi. Nãy giờ mình đi thăm mình dính được hai con, hai cái ở đây hai con. Đây, con này thì nói chung ra là con hành nha. Vô đây. Nó nước ngập hết một chút, nó nén bịch lúa ra đây này. Nó nằm dưới nước đây mà còn phân dính miếng này nha. Còn đây, con này là cái con gắn lãi. Con gắn lãi cũng khá là to, nhưng mà em nó hư rồi, em nó mới chết nha. Con này thì hôm nay chắc có lẽ là về mình nướng à, tại vì mấy bên kia cái công trình đang làm có mấy anh em nhìn mình hoài à, rồi thành ra cái bữa ngày hổm á, mình thấy mấy anh em đó có cầm cái bẫy gắn nữa, thành ra hồi nãy mình chỉ thăm rồi mình đi thôi, rồi mình không có dám bắt. Nhưng mà qua đây thì mình cũng quay lên mình bắt cho cô chú anh chị mình xem. Rồi, để em chim cho em nó ra cô chú anh chị ơi. Chiếc đũa em đâu mất không biết. Đây. Con này thì nói chung ra nó mới hư. Nhưng mà giờ mình sử dụng vẫn bình thường nha. Tại vì nó mới hư. Giờ mình nướng. Gắn lãi mà nói chung ra bài lớn gì là khá là to nha cô chú anh chị. Đó. Con này thì mới, mắt còn trong veo, cái này mình bỏ vô vỏ. Rồi ở đây em còn một cái nữa, còn một cái nữa là kết thúc chuyến thăm bẫy hôm nay cô chú anh chị. Đây cái bẫy của mình. Cái cúng cùi là cái cuối cùng của chuyến thăm bẫy ngày hôm nay. Cái này thì nói chung ra em mới đặt chuyến vừa rồi. Ê, em thấy anh vậy có phần. Có phần thì phải. Ờ đúng rồi, có đúng rồi. Có phần, trắng tát luôn. Mà không biết bự nhỏ thôi. Ồ, nằm thế này chắc không có được to cho mấy cô chú anh chị. Còn hành. Đó, nằm đầu đẳng đó cô chú anh chị thấy chưa, còn phân đây này, đó nghe tai em nha.
Chính là mất thời gian của cô chú anh chị, tại vì em mới đặt cái xe cô vô đây, nhưng mà cái con hành này thì nó còn nằm đây nha. Rồi em để đó đi, ngồi em bắt sao. Cái này thì nói chung ra mình cũng vô chuột rồi, để đây. Rồi bây giờ em sẽ tổng kết xuống gắn, để ra là mình được đây cô chú anh chị. Cái luồng này nói chung ra khá là tươi, nhưng mà nó chạy cũng đồ nuôi khá là nhiều. Tính ra là mình được 5 con hành, một con heo và một con gắn lãi nha cô chú anh chị. Con gắn lãi về lớn gì là nói chung ra em nó to lắm rồi đấy, kêu bằng đồ cổ nha. Rồi nói chung ra sống được cô chú anh chị ơi. Rồi nếu như cô chú anh chị xem clip em thấy có thương, nhớ cho em xin một like và một đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho nhiều người cùng xem để em có động lực làm clip tiếp theo. Cảm ơn quý bà con mình nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con clip lần sau.